Ngày 22 tháng 1, Đào Văn Thắng, 24 tuổi, trú quận Hoàng Kiếm, bị công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi hiếp dâm. Theo kết quả điều tra, đầu tháng 12 năm 2020, Thắng dùng tài khoản Facebook giả có tên Minh Nguyễn đăng tin trên nhiều hội nhóm về việc tuyển lao động nữ đi phát tờ rơi. Ngày 16 tháng 1, một nữ sinh liên hệ và Thắng hẹn đến trước cửa trung tâm thương mại ở quận Hoàng Mai, sau đó đến một tòa nhà để phát tờ rơi. Phát tờ rơi xong ở tầng 22, nạn nhân đi cầu thang bộ ra về thì bị Thắng chặn lại tại chớ nghỉ tầng 8 Sàm Sỡ. Khi cô gái bỏ chạy, Thắng đuổi theo đe dọa và đấm nhiều phát vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Thắng lấy điện thoại của nạn nhân, xóa toàn bộ tin nhắn rồi ép quan hệ tình dục. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Thắng sợ nạn nhân xuống tầng sẽ hô hoáng nên lừa rằng lên tầng 22 mới có lối ra. Khi đến cầu thang bộ tầng 22, Thắng đề nghị cho vui vẻ lần hai, song bị từ chối. Do cửa tại cầu thang không mở ra được hành lang, Thắng và cô gái cùng lên tầng 35. Khi nạn nhân mệt lả ngủ thiếp đi, Thắng tiếp tục hiếp dâm. Khoảng 8 giờ ngày 17 tháng 1, nạn nhân trình báo cảnh sát. Vụ án đang được mở rộng điều tra.